Luật đất đai năm 2024 quy định trường hợp chuyển sang đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với luật đất đai năm 2013. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, nếu thuộc trường hợp sau sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất. Trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất ổn định, lâu dài, phù hợp với quy định của pháp luật đã chuyển sang sử dụng vào mục đích khác mà nay có nhu cầu chuyển lại thành đất ở mà phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất. Hiện nay, mọi trường hợp chuyển sang đất ở đều phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định. Ngoài ra, theo khoản 5, điều 116 luật đất đai năm 2024, hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư, trong cùng thửa đất hoặc chuyển mục đích sử dụng các loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở thì phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt.